Hello, xin chào mọi người, chào mọi người tới với kênh YouTube của Phan Đỗ Uyên Nhi. Và hôm nay là bài 5 động tác đơn giản giúp cao hơn, thon hơn và đầy năng lượng hơn vào buổi sáng. Các bạn cùng tập với mình nha. Các bạn nên vươn vai khoảng 5-10 giây, sau đó thì vào tư thế và giãn hết phần thân trên trong khoảng 45-50 giây. Các bạn thực hiện động tác như mình đang làm ở trên màn hình nha. Các bạn chú ý là cái phần mông các bạn hướng lên trên và càng đẩy sát cái phần lưng của bạn xuống thảm. Các bạn có thể điều chỉnh thêm ở vùng tay để ngực của các bạn chạm sàn được sát hơn thì cái phần lưng của bạn sẽ được giãn nhiều hơn. Giữ động tác này một chút và các bạn sẽ cảm nhận được là cái vùng thon trên của chúng ta rất là sảng khoái. Sau đó là chúng ta nằm sấp hẳn xuống nhưng mà vùng lưng vẫn cong lên để có thể giãn thêm vùng lưng. Sau đó chúng ta đi vào tư thế và giãn cái vùng hông để chúng ta mở rộng cái phần xương vùng hông gần vùng mông của chúng ta. Chúng ta giữ tư thế này trong vòng 30 giây. Các bạn sẽ cảm nhận được là cái vùng xương hông ở vùng mông đùi của chúng ta sẽ được giãn. Như mình đang làm trên màn hình và đầu của chúng ta sẽ ngước lên trời. Mỗi chân chúng ta sẽ thực hiện trong vòng 20 giây. Tới đây thì mọi người đổi chân nha. Động tác này thì mọi người chỉ cần ôm hai tay và ngã người ra sau để cho cái vùng lưng của chúng ta lại được giãn tiếp. Cái nguyên nhân mà chúng ta hay giãn vùng lưng tại vì chúng ta rất là hay ngồi học hay làm việc và cái vùng lưng của chúng ta thì cúi xuống cho nên là dễ bị gù lưng và mỏi lưng. Thì chúng ta mới cảm nhận được cái sự dẻo dai và phát triển chiều cao được thuận lợi hơn nha. Tiếp theo mọi người đứng thẳng lên, sau đó thì cúi xuống, nhớ là đầu gối của chúng ta thẳng và tay của chúng ta thì chạm đất. Các bạn để ý thì các động tác này vào buổi tối sẽ dễ thực hiện hơn buổi sáng. Vì buổi sáng thì chúng ta mới ngủ dậy sau 7-8 tiếng thì chúng ta người đang còn thẳng thì sẽ khó thực hiện động tác này hơn. Tuy nhiên là các bạn thực hiện vào buổi sáng được thì sẽ tốt hơn cho xương khớp chúng ta rất là nhiều.
người có một khởi đầu tốt đẹp. Nhớ bấm đăng ký và chuông thông báo lên nha.